Hello, xin chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ bullet cho mọi người cái bảng tính tư chất mà dựa vào kinh nghiệm hàng năm á. Thì khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình một cách like và đăng ký kênh nha. Mình cũng chia sẻ một điều, đó là trước kia là mình có cái bảng tính thế lực công thức. Gần đây là có cái bảng hàng năm này nữa, là mình trước kia mình chỉ public nội bộ thôi, là chỉ dành cho những anh em nào làm game bên mình thôi. Đấy, nhưng mà trong quá trình đó thì có một số người mình không biết là họ lấy cái file, cái nguồn file của mình từ đâu à, sau đó họ đi public và họ chia sẻ trong cái group của họ hoặc là trên các trang mạng diễn đàn á. Nhưng mà có một điều á, nếu mà họ ghi nguồn, họ giữ lại cái nguồn á thì mình không nói gì, nhưng mà trong khi họ lại xóa bỏ cái nguồn mình đi, giống như kiểu là không công nhận cái chất xám của mình vậy đó. Nên mọi người lưu ý nha, khi mà mọi người sử dụng file này hoặc là share cho anh em bạn bè cùng xem thì vui lòng để lại cái nguồn cho mình đó, cũng giống như là tôn trọng và cũng như cảm ơn cái công sức mà người ta đã bỏ thời gian ra nghiên cứu công thức cho mình ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề, đó chính là tính tư chất khi tăng điểm hàng năm. Ở đây mình giới thiệu cho mọi người, mình sẽ có hai cái bảng. Cái bảng thứ nhất đó chính là cái bảng môn khách ha. Cái bảng môn khách ở trong đây thì có tổng cộng là 70 môn khách ha. 70 môn khách thì trong đó có cái bộ từ đường hiện nay chưa ra, thì mình sẽ không có để cái tư chất ở đây. Còn lại là những cái môn khách mà nó đã có, thì cái số tư chất ở đây là cái số tư chất tổng cộng mà nếu mà tất cả những người chơi sở hữu những con môn khách này mà họ tăng điểm hàng năm lên max ở level 120. Phiên bản update mới nhất của Hoàng Lao Gia hiện tại Việt Nam là max ở level 120 ha. Nếu mà họ, ví dụ như họ có con môn khách là hạng vũ đi, và họ tăng điểm hàng năm max lên 120 thì họ sẽ nhận được 174 tư chất này từ con hạng vũ ha. Ok, bây giờ là mình sẽ tính làm sao, ví dụ như mình tăng lên một level nào đó thì nó sẽ tăng được bao nhiêu tư chất. Thì thứ nhất đó chính là mọi người xem trong cái bảng môn khách này là những cái môn khách nào mà mọi người chưa có, mọi người chưa sở hữu thì mọi người bỏ nó ra. Đấy, những con môn khách mà mình nhốt trong củi thì mình vẫn tính nha, mình chỉ tính những con môn khách nào mà trong cái con ạc của mọi người chưa nhận về thôi. Ví dụ như ở đây là mình, ví dụ như là mình con ạc VIP chính đi thì mình chỉ sở hữu từ cái con hạng vũ, mình sẽ không có con Luban VIP ngầm 10 này, không có nè, Từ Mà Ý không có nè, Thiết Một Chân không có nè, Danh Chính là không có nè. Là những cái con môn khách mà mọi người không có thì mọi người delete cái điểm tư chất nó đi ha. Ok, đó là bước 1. Rồi bây giờ mình sẽ delete tiếp ha. Rồi ví dụ như là những con môn khách, ví dụ như là bộ từ đường này không có là mình delete đi nè. Rồi Lưu Bị thì nhiều anh em có, nhiều anh em không, tại vì nó là môn khách mà mọi người thưởng nạp thì không có nên mình delete. Mặt Tử, Lão Tử là mấy con môn khách VIP 14, 15 thì nó không có, không thì mình cũng sẽ delete luôn. Rồi ok, một ví dụ ha. Rồi Khâu Tướng Quân nhiều anh em có hay hoặc là không có, nếu mà không có thì anh em delete, có anh em để lại. Rồi ok, rồi đó, sau khi mình bước 1 là mình đã xóa hết những cái con số điểm tư chất của những con môn khách mà không có ra khỏi bảng số 2 rồi, thì tiếp đến là bảng số 3. Ví dụ như mọi người hiện tại, mọi người vào cái bảng hàng năm á, mọi người xem là hiện tại là mọi người đang ở hàng năm, điểm hàng năm số mấy. Ví dụ như mọi người đang ở hàng năm số 50 đúng không, là mọi người sẽ tăng lên level 50 thì mọi người xóa đi tới cái level 49. Mọi người xóa đi tới cái level 49, là những cái này là mọi người đã lấy điểm hàng năm rồi nên nó sẽ không tính, thì mọi người xóa đi. Ok ok ha. Rồi tiếp theo là ví dụ như mọi người coi cái điểm hàng năm của mọi người là mọi người còn được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hàng năm mình đã dành từ trước tới giờ. Ví dụ như hiện tại là mình, ví dụ là mình để dành được 200 triệu điểm hàng năm đi, thì mọi người sẽ bắt đầu từ cái mốc kinh nghiệm 3 điểm 50 nè. Mọi người kéo khi nào mà nó tổng cộng được 200 triệu điểm kinh nghiệm hàng năm thì mọi người dừng. Ở đây ví dụ như là mình có 200 triệu hàng, mọi người xem con chỏ chuột của mình nè. Ở đây thì nó có 194 triệu ha. Nếu như mình kéo đến cái ô 86 thì nó sẽ nhảy lên đến 200 lẻ mấy triệu, thì mình không đủ lên level 86 mà mình chỉ lên level 85 thôi. Đấy, ok. Thì mình sẽ giữ lại từ cái level 50 đến level 85. Rồi, level 50 đến level 85 là mình sẽ xóa đi.
mình sẽ xóa đi cái đoạn còn lại từ level 86 đến 120, nghĩa là mình chưa có tăng. Ok, sau khi mình xóa xong thì nó sẽ còn lại những cái điểm tư chất, ví dụ như là từ level 51 này thì mình sẽ có là nó sẽ tăng võ cường thân thuật, đúng không? Rồi level 52 nó sẽ tăng nhĩ nhã, và level 53 nó sẽ tăng đại học chính trị một sao gì đó, vân 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 vân. Đấy, đặc biệt là cái level, ví dụ như level ở đây mình có cái level 60 nè, sau 60 nó sẽ tăng lễ ký 4 sao là mọi người được 4 điểm mà chẳng hạn. Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ quay trở lại cái bảng trên đây. Đấy, thì nó sẽ hiển thị được cái điểm mà mọi người sẽ tăng được hàng năm, khi mà mọi người tăng từ level 50 đến cái level 85 hiện tại là mọi người sẽ tăng được 1189 điểm ha. Thì trong đó những cái con phong cách của mọi người sở hữu thì nó sẽ tăng những cái số điểm tương ứng như sau: hạng vũ nè, hạng vũ 60 điểm nè, hắc khứ định 19 điểm, hàng tính 6 điểm nè. Đấy, tổng cộng như vậy tụi nó sẽ cộng lại. Tại vì ở đâu? Tại vì ở đây mình có liên kết với một công thức, ví dụ như con công tôn thắng này. Con công tôn thắng này thì nó sẽ có từ level 50 đến level 85, thì khi mọi người tăng thì nó sẽ tăng được cường thân thuật nè, nó sẽ tăng được đại học nè, nó có kêu dịch kinh nè, thư kinh nè, rồi lục tự quyết nè, tra tử, là những cái skill mà con công tán có. Đấy, khi mà nó tăng từ level 50 đến 85 thì trong những cấp độ nào mà có skill đó thì nó sẽ cộng điểm vào đó, thì nó ở đây nó sẽ gom điểm lại và nó sẽ nhảy vào công thức ở đây. Nó sẽ lên công thức ở đây và từng con như vậy là nó sẽ được cộng bao nhiêu điểm 25. Và sau khi đó mình sẽ tổng cộng lại hết tất cả những con như vậy thì nó sẽ ra được cái điểm ở đây ha. Đây là điểm ở đây mọi người ha. Đấy, công thức này rất là chính xác nha. Rồi mình cũng đã test rất là nhiều lần rồi. Đấy, đây là hướng dẫn sơ qua cho mọi người như vậy. Thì với lại có một cái nữa là khi là mọi người sử dụng cái file này á, mọi người đừng có luôn nha. Lúc mà mọi người mà tải về, mọi người nhập số vào, mọi người delete đi á, để mọi người tính điểm á, thì mọi người đừng lưu, mọi người biết cái điểm được rồi. Tại vì nếu mà mọi người save lại á, thì mọi người sẽ mất đi cái file gốc ban đầu. Lúc đó mọi người phải tìm lại thì rất là khó khăn ha. Đó, ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình. Hy vọng cái video này nó sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái việc mà mọi người tính điểm hàng năm á, đặc biệt là trong những người mà đu top gây cấn cuối để upsort á. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình. Anh em nào có nhu cầu đập game thì liên hệ qua cái số Zalo là 0888 249968 này của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.